Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã tăng trở lại trong ngày hôm nay, tiến sát mốc 71.000 đô. Theo nhà phân tích Willy Gu, việc đạt mức 72.000 đô la sẽ gây ra làn sóng thanh lý hàng loạt, mở đường cho những bước cao mới mọi thời đại, là cầu trì được thiết lập để bắt đầu một đợt thanh lý. 1,5 tỷ đô la bị thế bán sẵn sàng được thanh lý, có thể đẩy Bitcoin lên tới 75.000 đô la, mức cao mới mọi thời đại. Theo CoinGlass, một động thái tăng giá trên 72.000 đô sẽ thanh lý các vị thế bán có đòn bẩy tích lũy trị giá 800 triệu đô la trên tất cả các sàn giao dịch. Trên mốc 72.500 đô, Bitcoin sẽ kích hoạt thanh lý các vị thế bán đòn bẩy trị giá hơn 1,2 tỷ đô. Theo nhà phân tích Red Capital, vùng nguy hiểm phân phối sau halving Bitcoin đã kết thúc vào ngày 6 tháng 5, khi Bitcoin tăng mạnh trên phạm vi tích lũy lại 60.000 đô la. Giá Bitcoin đã tăng hơn 12,5% kể từ ngày 6 tháng 5, xác nhận sự kết thúc của vùng nguy hiểm sau halving. Giá Bitcoin đã thoát ra khỏi xu hướng giảm kéo dài 2 tuần vào ngày 3 tháng 6. Trước đây chúng ta đã từng thấy các mốc tăng giá ngoài xu hướng giảm này. Đó là lý do tại sao cần phải đóng đến ngày mức giá 72.000 đô la để xác nhận xu hướng tăng. Bitcoin cần biến mức kháng cự 72.000 đô la thành mức hỗ trợ trước khi bước vào giai đoạn parabol của chu kỳ tăng giá. Thông tin tiếp theo, BNB đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại trong ngày hôm nay, với khối lượng giao dịch tăng đột biến. Đây là những lý do đằng sau sự tăng vọt của BNB. Thứ nhất, hoạt động của Binance Launchpad và Binance Launchpool. Hoạt động gia tăng trên nền tảng Launchpad và Launchpool của Binance là yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng gần đây của BNB. Các nhà đầu tư nhận thấy những nền tảng này rất hấp dẫn vì họ phải mua vào khóa BNB để nhận được một phần token mới phát hành. Bán phát hành mới nhất, một token chơi game trên Telegram có tên Notcoin đã tăng 200% trong tuần trước, thu hút sự quan tâm và đầu tư đáng kể. Sự tham gia ngày càng tăng đã dẫn đến nhu cầu về BNB lớn hơn, khiến giá trị của nó leo thang. Thứ hai, khối lượng giao dịch tăng vọt. Khối lượng giao dịch của BNB đã tăng lên đáng kể. Khối lượng giao dịch tăng vọt lên hơn 4 tỷ đô la trong 24 giờ qua, đưa nó trở thành tài sản kỹ thuật số được giao dịch nhiều thứ 6. Sự gia tăng hoạt động giao dịch này thể hiện sự quan tâm và tin tưởng ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với BNB, càng thúc đẩy giá trị của nó tăng lên. Thứ tư, chiến lược giao dịch quyền chọn. Các nhà giao dịch quyền chọn cũng đóng một vai trò trong động lực giá của BNB. Nhiều người đang đảm bảo quyền chọn bán với mức giá thực hiện dao động từ 550 đô la đến 650 đô la như một chiến lược phòng ngừa rủi ro trước nguy cơ giảm giá. Hiện tại, hợp đồng quyền chọn BNB trị giá 7,5 triệu đô. Thứ năm, chương trình khuyến khích khối lượng giao dịch. Binance đã triển khai chương trình khuyến khích khối lượng giao dịch để tăng cường hơn nữa hoạt động giao dịch và trao thưởng cho người tham gia, với tổng giải thưởng tiềm năng lên tới 250.000 đô. Mục đích của chương trình là trao thưởng cho cả nhà giao dịch và đối tác trong hệ sinh thái, tạo cơ hội cho người tham gia kiếm được những phần thưởng đáng kể. Chương trình này chắc chắn đã thu hút nhiều giao dịch đến với Binance hơn, dẫn đến khối lượng giao dịch tăng lên và giúp giá của nó tăng vọt. Thứ 6, giới thiệu giải pháp MEV của BNB Chain. Một lý do quan trọng khác khiến giá BNB tăng là việc triển khai mô hình phân tách người đề xuất người xây dựng trong chuỗi BNB và áp dụng BEP322 để giải quyết giải pháp chuỗi cung ứng MEV. Hệ sinh thái giá trị có thể trích xuất tối đa MEV, được cải tiến nhiều mô hình mới, tách biệt chức năng của người xác thực và người xây dựng khối, khuyến khích cạnh tranh, nâng cao tính minh bạch và tối đa hóa lợi nhuận cho người dùng mạng. Tiến trình này giúp tăng cường niềm tin và sự quan tâm của nhà đầu tư đối với BNB, khiến giá của nó đạt đến những đỉnh cao mới. Và thông tin cuối cùng, Tomcoin đã duy trì đà tăng trưởng tốt từ đầu năm, khi giá của nó đã tăng từ 2,2 đô la lên 7,78 đô chỉ trong 6 tháng. Với mức tăng gấp 3 lần, Tomcoin đã trở thành loại tiền điện tử được các nhà đầu tư ưa chuộng nhất, vượt qua Shiba Inu trong 10 loại tiền điện tử hàng đầu. Do nhu cầu tăng cao trong cộng đồng tiền điện tử, giá Tomcoin đã tiếp tục tăng. Hơn nữa, tâm lý thị trường tăng giá đang diễn ra chắc chắn đã hỗ trợ cho đợt phục hồi này. Nhà phân tích Ali cho biết, hoạt động của cá voi mang giá trị trên 100.000 đô la đã tăng 237% vào ngày 3 tháng 6 năm 2024. Với việc cá voi tích lũy, áp lực mua của các nhà đầu tư đã tăng lên. Cùng với Telegram, giờ đây Notcoin là một tiện ích bổ sung khác, góp phần tạo nên sự phổ biến của Tomcoin. Đồng meme mới ra mắt này trên The Open Network đã đạt được lợi nhuận khổng lồ trong vài ngày qua. Mặc dù giá Tomcoin đã tăng 5% so với mức cao nhất mọi thời đại, nhưng bản chất tăng giá của Altcoin vẫn đang ở mức cao nhất. Theo phân tích kỹ thuật, bao gồm từ mức trung bình đơn giản và hàm mũ, Tomcoin nằm trong vùng mua mạnh. Điều này có thể đẩy giá trị lên cao hơn nữa. Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động MACD và các chỉ báo động lượng đều có điểm tương đồng. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối là khoảng 68, gần với vùng mua có mức. Nếu chỉ số di chuyển trên 70, sự đảo chiều giá có thể xảy ra, đẩy giá Tomcoin giảm xuống. Tính đến thời điểm hiện tại, tâm lý tham lam của các nhà đầu tư đang rất cao,
và giá Toncoin có thể tiếp tục tăng trong vài ngày tới. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.